chào mừng đã quay trở lại. Có lẽ sự xuất hiện của DJ Mix 2 đã không còn quá bất ngờ khi nó đã từng xuất hiện trong bộ Creator Combo của DJ Pocket 3 rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta sẽ có nhiều bất ngờ hơn một chút khi DJ Mix 2 chính thức ra mắt với phiên bản có kèm cây sạc và hai mic. Thật tuyệt vời khi đây là sản phẩm đầu tiên mình được bóc hộp trong năm 2024. Và bên trong DJ Mix 2 thì chúng ta sẽ có một túi đựng carrying bag, một hộp sạc ở bên trong sẽ có một receiver, hai transmitter, hai nam châm gắn mic. Bên cạnh đó là một adapter lightning và một adapter type C, hai bông lọc gió, một dây camera audio và một dây sạc USB-C. Và thêm nữa là một vài điểm nổi bật được đưa lên vỏ hộp, ví dụ như hộp sạc lên đến 18 tiếng, có khả năng khử noise thông minh, thu giọng nói trong trẻo, bộ nhớ trong 14 tiếng và thu âm 32 bit float, thu ở khoảng cách xa tới 250m. Cảm nhận ban đầu của mình khi trên tay chiếc mic này là nó rất lạ. Dù biết trước DJ Mic 2 có thiết kế trong suốt và đẹp như thế nào, nhưng việc nó thay đổi túi đựng, hộp sạc và receiver đã khiến Mic 2 trở nên độc đáo hơn. Hộp sạc không chỉ thay đổi màu sắc mà còn có thay đổi về thiết kế. Vỏ hộp nhám này không bị bám vân tay và có thêm một nút bấm để mở hộp. Bộ thu cũng đã có nhiều thay đổi, tuy vẫn có cảm ứng nhưng mà nó lại có thêm một cái nút bấm xoay ở bên cạnh, tích hợp sẵn hot shoe và nó vẫn có khe tiếp xúc để kết nối adapter cho điện thoại. Và sau thời gian mình trải nghiệm chiếc DJ Mic 2 thì mình nghĩ rằng đây là 5 lý do thuyết phục khiến bạn muốn sở hữu bộ mic mới này đến từ nhà DJI. Lý do đầu tiên đó chính là sự tiện lợi và dễ sử dụng. Mình đã sử dụng rất nhiều những cái sản phẩm đến từ DJI, ví dụ như là Flycam này, gimbal máy ảnh, action cam hay là Micro, và tất cả đều đi kèm với những cái món phụ kiện cơ bản và đầy đủ giúp chúng ta có thể sử dụng được ngay và rất dễ dùng. Như mọi người vừa thấy thì phiên bản này đi kèm với một cái dock sạc như thế này và bên cạnh đó là một cái túi đựng. Và hai cái này sẽ giúp chúng ta không thể nào bỏ quên đồ mỗi khi đi quay. Và cái này có thể nhét vào bên trong rất là gọn gàng và mang được đầy đủ những phụ kiện cần thiết, ví dụ như bông lọc gió này, dây cáp các thứ vân vân. Giao diện của DJ Mic 2 cũng tương tự như phiên bản tiền nhiệm, có ít nút bấm ở cả RX và TX, biểu tượng trực quan, dễ hiểu. Nếu như bạn đã từng dùng các loại mic không dây thì việc làm quen với chiếc mic này là không hề khó. Khác với các thiết bị ghi hình thì micro có thể sẽ là một món phụ kiện xuất hiện nhiều trong video của bạn. Và một bộ micro đẹp này sẽ giúp chính bạn hay là những khách hàng của bạn có thể tự tin khi lên hình. Chất liệu này, từng chi tiết và phụ kiện của DJ Mic 2, tất cả đều chỉnh chu và mình cảm nhận được nó chất lượng ngay từ khi nhìn bằng mắt thường. Ngoài sợi dây 3.5 đi kèm thì chúng ta có thêm hai adapter phù hợp với mọi mẫu di động ở đây. Và điều đó đã thể hiện được tính linh hoạt của chiếc DJ Mic 2 này rồi đúng không? Bạn có thể dùng nó với máy ảnh, với iPhone cổng Lightning hoặc các iPhone hay là dòng điện thoại khác có cổng Type-C. Micro thì dĩ nhiên nó phải thu âm tốt thì mới xứng đáng để chúng ta giới thiệu nó đúng không? Và xuyên suốt từ đầu video đến giờ thì mình đang sử dụng DJI Mic 2 và với cá nhân mình thì đây là một bộ mic mà mình đánh giá rất tốt. Âm thanh của nó rất ổn so với cái nhu cầu và cái mong muốn của mình. Tuy nhiên trái lại, có rất nhiều người nói rằng là âm thanh của DJI Mic chưa đủ hay, nó chưa đủ ấm và chưa đủ dày như mong đợi của họ. Và để các bạn có một cái trải nghiệm tương đối chính xác hơn thì mình sẽ test thêm ở một vài tình huống nữa để mọi người nghe xem là những cái đánh giá của mình nó đúng hay sai và có phù hợp với bạn hay không nhé. Ok, và hiện tại thì mình đang ở phố Yên Hòa, đường Thanh Niên. Và như mọi người thấy thì đây là một cái đoạn mà rất nhiều xe qua lại ở bên đường. Và chúng ta sẽ thử xem là khả năng lọc ồn của chiếc DJI Mic 2 này bên cạnh đó là khoảng cách bao nhiêu thì chiếc mic này nó sẽ mất kết nối. Và theo như hãng công bố thì nó có thể lên đến 250m. Và hiện tại thì cameraman của mình đang ở một quán cà phê ở phía đối diện và ở trên tầng 2. Và bây giờ thì mình sẽ thử đi ra xa để xem là chiếc mic này có thể thu được như thế nào nhá. Và trong suốt quãng đường mình di chuyển thì mình cũng sẽ nói để các bạn xem là đến khi nào thì chiếc mic này mất kết nối. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi ra xa hơn
để xem là ở khoảng cách chừng nào thì chiếc DJ Mic 2 này của mình nó sẽ không thể nhận tín hiệu nữa. Ok, và mình đang đi lùi ra xa, mình cũng không biết là 250m nó là khoảng bao nhiêu. Vậy nên thì mình cứ đi thôi. Lát nữa mình quay trở lại thì mình sẽ thử đếm số bước chân xem là có đúng đó là 250m không. Và mình sẽ đi xa thêm một chút. Ok, và mình đang quay lưng lại so với chiếc máy ảnh của mình và không biết là tín hiệu thu được nó sẽ như thế nào. Và không biết ở khoảng cách này đã là 250m chưa, mình sẽ đi xa thêm một chút nha. Ok. Và đến đây thì bạn cameraman to đúng bằng một ngón tay. Không biết ở khoảng cách này đã đủ 250m chưa nhỉ? Mình sẽ đi xa thêm đi cho nó chắc. Ok, ở đây chắc là cũng 250m rồi đây nhỉ. Cũng không biết là 250m. Đây, đến đây là 40 bước chân, không biết là nó còn thu tiếng được không? 40 bước không biết là bao nhiêu mét rồi. Thực ra thì không phải lúc nào chúng ta cũng cần đến một chiếc mic có thể thu tiếng xa đến như vậy. Nhưng mà trong rất nhiều trường hợp, ví dụ các bạn ứng dụng vào việc quay những cái vlog đời sống này hay là những cái chương trình thực tế mà cần ở một khoảng cách xa để chúng ta có thể bắt được những cái âm thanh hay là những cái khoảnh khắc rất là trung thực, lúc đó thì chúng ta rất cần một chiếc mic mà có thể khả năng thu tiếng được xa đến như vậy. Và bây giờ thì mình đã quay trở lại rồi và mình tin rằng ở cái khoảng cách này thì chiếc mic đang thu rất tốt. Và mình đang đứng hướng về chiếc camera của mình. Và không biết là nãy giờ thì các bạn nghe âm thanh như thế nào, tiếng xe qua lại này, nó có bị lẫn vào cái âm thanh của mình hay không. Và hiện tại thì mình vừa thu tiếng trực tiếp vào cái video của mình và mình cũng vừa bật cái khả năng thu tiếng onboard ở trên chiếc mic này. Và bây giờ thì thêm một đoạn nữa mình sẽ kích hoạt cái khả năng khử ồn của trên chiếc mic này. Chúng ta sẽ bấm một lần vào cái nút nguồn này và nó sẽ lên cái ký hiệu màu vàng ở đây. Và không biết là âm thanh khi chúng ta bật khử ồn nó có tốt hơn so với cái âm thanh trước đó mà mình đã trải nghiệm hay không. Thì mọi người hãy lắng nghe xem là nó ok hay không nhá. Và hãy để lại comment ở bên dưới để cho mình biết với nha. Rồi, và mình nghĩ rằng là nghe đến đây thôi thì mọi người cũng có một cái đánh giá của cá nhân mình rồi. Và nếu như các bạn muốn trải nghiệm sâu hơn hay muốn biết thêm điều gì thì chúng ta hãy chia sẻ trong một cái clip khác khi mà mình trải nghiệm đủ lâu hơn nhá. Giống với phiên bản mic đầu tiên, DJ Mic 2 cũng có khả năng thu tiếng vào bộ nhớ trong 8GB và thu được tới 14 tiếng. Nhưng khác biệt lần này đó chính là âm thanh 32bit float, chất lượng hơn cho cả người dùng chuyên nghiệp và những người mà thường xuyên phải hậu kỳ âm thanh. Và âm thanh mà bạn đang nghe được nãy giờ được thu bằng bộ nhớ trong của DJ Mic 2 và mình nghĩ rằng bạn cũng sẽ hài lòng với chất lượng thu âm này giống như là mình vậy. Và đây là tính năng mà mình sử dụng nhiều nhất mỗi khi mình đi quay. Nó vừa cho mình một chất lượng âm thanh ổn định hơn, không sợ bị mất kết nối và nó tiện lợi khi có thể hoạt động độc lập. Ok, và cảm ơn bạn đã dành thời gian cùng chúng mình xem và đánh giá sản phẩm mới này đến từ DJI. Và không biết rằng bộ mic 2 này có thể trở thành bộ mic tốt nhất trong năm 2024 hay không? Đừng quên hãy để lại những bình luận và đánh giá của bạn ở bên dưới comment nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn lại trong những video tiếp theo.